Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhận một NFT của cái dự án con NFT Boost File Launch. Nó đã launch ở trên PC, tức là nó bán ở trên PC đó mọi người. Dự án này thì chạy chia sẻ khoảng 30.000 đô la, tức là 2.500 slot nhận được cái NFT Boost. Dự án này thì sẽ chatbot ở trên Telegram các bạn nhé. Các bạn có thể nhận được 10 đô NFT Boost này. Top 50 rep thì chia sẻ 5.000 đô la tiếp nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ đánh cái này lại nhé. Không phải luôn à? Thế là phải bao nhiêu? Trừ âm 79 này. Phải âm 79 nha mọi người nhé. Đấy thì chúng ta sẽ theo dõi này. Rồi. Rồi tiếp một cái group nữa nhé. Theo dõi Twitter, retweet lại pin post, subreddit YouTube. Cái này là option nhé mọi người nhé. Option tức là tùy chọn nhé mọi người. Đấy, các bạn theo thì theo, mà không theo thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Cái nào mà nó ghi là mandatory này thì là cái bắt buộc nha. Đấy, còn những cái nào mà nó không ghi thì là tùy chọn. Đánh email này. Tiếp theo là chúng ta vào theo dõi cái Twitter của họ này. Rồi ở đây chúng ta ấn like, retweet, chúng ta ấn profile nhé. Sao nó hỏi cái gì nhỉ? Profile nha mọi người. Đấy, thì chúng ta sẽ copy hết cái này. Cái này thì mình sẽ ấn skip nhé, tại vì mình không thích theo Facebook của nó. Cái này thì chúng ta có thể theo iDrop Dictate. Từ xem nào. Là cái này chỉ chờ thôi. Các bạn muốn theo thì các bạn theo nhé, mình skip luôn. Nhưng cái này thì mình theo rồi thì mình sẽ ấn yes. Cuối cùng là chúng ta sẽ dán ví thôi. Sử dụng ví BEP 20. Balance match, các bạn ấn vào complete nha. Rồi, đây là link này giới thiệu bạn bè của mình cũng tham gia các bạn nhé. Rồi, ok. Tiếp tục một cái dự án nữa. Cũng là cái dự án nhận NFT. Đây là một cái kèo nhận NFT, kèo này thì nó không có rep nha. Kèo này là gọi là gì nhỉ? No rep, cũng chưa biết là cái giải thưởng của nó là gì luôn ấy, số lượng tham gia cũng chưa biết luôn. Đấy, mà thấy nó ghi là cho một NFT, mình cũng chưa biết là nó sẽ cho bao nhiêu người, có random hay không. Đây các bạn dán ví nhé, ví MetaMask nhé. Airdrop day này, which after campaign via OpenSea. Tức là nó sẽ mở bán ở trên OpenSea, sau đấy thì trao đổi ở trên OpenSea, và sau vòng 2 tuần thì nó sẽ trả cái NFT này cho mình nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ follow Twitter nha. Nói chung là nó cho free thì các bạn cứ nhận nhé mọi người nhé. NFT thì chúng ta có thể lên OpenSea để bán. Giá cả thì mình thấy là có những cái con cũng có giá phết đấy mọi người. Ủa, tôi theo rồi mà. À, cái này đít cao. Ủa rồi muỗi đốt. Access. Lâu vậy ông bạn ơi. Nhỏ bằng cái tăm thôi mà nó đốt ngứa kinh khủng luôn. Chúng ta ấn continue nhé. Cái này thì là red tweet, nó sẽ có một bài viết cho mình red nha. Đây, cái con không phải là con muỗi mà là con, nó là em con muỗi mọi người ạ. Nhỏ bằng cái tăm thôi mà nó đốt, ai chả ngứa lắm ấy.
Cứ về quê là nhiều cái con này lắm. Nhưng mà người Ấn continue. Ngoài 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 Hà Nội thì không có. Con này thì chỉ có ở quê với có nhiều nước ấy thì nó có. Ở đây thì chúng ta join Telegram nhé. Visit website này. Đây, Telegram thì mọi người ấn join đi. Đây là website của họ thì mình check qua một ít thông tin về dự án này nhé. Apeiron. Đấy, chưa biết được là bao nhiêu, cho nhiều vào. Đấy, cũng ngon đấy mọi người ạ. Rồi, coi như là hết nhiệm vụ đấy mọi người á, không có rep đâu nhá. Đấy, bốn đây nó đã kết thúc rồi, mình sẽ để link bên dưới cho mọi người cùng tham gia nhá, hai dự án. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này cùng mình nhé. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này cũng như dự án trước mình vừa mới giới thiệu xong. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé. Có gì thì mình sẽ update lên kênh của mình sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.